Hayley xin chào tất cả mọi người nhé. Thật sự ra thì bây giờ đứng đây để kể cái câu chuyện này cho mọi người thì Lily vẫn đang còn rất là run, bởi vì cái sự việc nó chỉ xảy ra khoảng 30 phút trước đây thôi. Khi mà Lily và anh Mập đi cái chợ MD Market á, thì cái chợ đó là cái chợ của người Trung Quốc. Thì đa số cái chợ đó thì người châu Á mình hay đến để mua sắm. Thì hôm nay thông thường thì thỉnh thoảng Lily và anh Mập cũng hay ghé đó, nhưng mà hôm nay á, thì hai vợ chồng ghé đó mua rồi thì anh Mập khi mà tính tiền xong rồi thì anh Mập có cái cuộc gọi điện thoại đến, cho nên là ổng móc cái túi ra ổng nghe, thì Lily mới nói là em đi ra xe trước. Thì hai người cũng chỉ cách nhau có một đoạn thôi, thì đi Lily đi ra xe trước thì ổng mới cầm cái chìa khóa xe của ổng á, ổng bấm một cái tự động cho cái cửa xe nó mở ra từ xa để cho Lily ra đó. Lily mở cửa được rồi, ổng vẫn đang đứng, ổng dựa cái cột ở ngay cái cửa của MD Market để ổng nghe cái điện thoại. Thì khi đi ra, Lily đi ra rồi, Lily mở cái cửa xe ra đó, thì bắt đầu là Lily Lily mới thấy một chiếc xe nó ngừng lại. Nó ngừng lại nhưng mà nó lại không đậu vào cái khu vực của cái chỗ đậu xe, mà nó đậu trên cái đường để chạy vào từ nó có những cái đường để chạy vào cái bãi đậu xe đó, thì nó đậu trên cái đường như vậy chứ nó không đậu xe vào đúng vô cái chỗ đó. Thì mới ngồi ở trên xe thì có một cái thằng thanh niên nó mới hạ cái cửa xe xuống. Thì bên cạnh nó là một cái người phụ nữ, thì nó cứ lấy tay nó móc mình, nó nói là "Do you speak Vietnamese?" Thì cái lúc đó tự nhiên cái mình trong đầu mình cứ ngỡ ngỡ một cái gì đó, nhưng mà mình chưa trả lời nó. Thì cái bà ngồi cạnh bên á, bà lại hỏi lại một cái câu nữa. Cái thằng đó nó hỏi "Do you speak Vietnamese?" Nó hỏi là "Mày có nói tiếng Việt hay không?" Thì mình đang còn lỡ ngớ, mình cố tình mình coi như là mình không biết nên mình lắc đầu, tại vì mình trong đầu mình cũng có một cái suy nghĩ, với tự nhiên lúc đó sao mình lắc đầu. Cái bà cạnh bên nó lại hỏi mình một cái câu là "Do you speak Chinese?" Là mày có nói tiếng Trung Quốc hay không? Mà hai người ngồi ở trên cái xe đó là một cái xe bán tải, ở đằng sau thì cái cửa kính xe rất là tối, mình không thể nhìn vào bên trong được. Thì cứ ngoắc, cố tình ngoắc mình lại xe đi hỏi nè, "I need you have something." Là nó nói là "Tao cần mày giúp một vậy đó." Và thằng đó nó cứ hỏi mình là "Mày có nói tiếng Việt không?" Bà đó thì có nói là "Mày có nói tiếng Anh tiếng Trung Quốc hay không?" Mà nó hỏi mình bằng tiếng Anh. Thì Lily nghĩ có thể là do người ta cần một cái điều gì đó, mà người ta thấy mình là người châu Á, người Việt. Thì Lily nó cứ móc lại xe như vậy, thì mình nghĩ là thôi người ta cần thì mình có thể mình giúp được cái gì thì mình giúp. Cho nên đôi khi cái sự mà nhiệt tình hay là tốt bụng của mình nó mang đến cho mình một cái tai họa rất là lớn. Thì lúc đó Lily mới đi bước tới một chút xíu, là từ cái cửa Lily đậu xe xéo như vậy nè, thì cái cửa xe mà để mình mở cái cánh cửa xe của mình ra để bỏ đồ, thì trên tay Lily vẫn xách hai cái giỏ đồ như thế này, hai bên hai cái bịch thức ăn như vậy. Thì Lily mới tính là đứng gần lại để cho nghe cho nó rõ hơn một chút xíu thôi. Thì khi mà mình lại gần, cách cái xe nó khoảng chỉ còn khoảng chừng 2 mét nữa thôi, thì tự dưng mình nhìn thấy cái cánh cửa xe đằng sau, mà đằng sau nó nhắn bít bụng hết, mà tự nhiên mình nhìn thấy cái cánh cửa đằng xe đằng sau nó đó, nó bắt đầu nó chuẩn bị nó hé nó mở ra, là chắc chắn là đằng sau thì phải có người thì nó mới mở ra được. Thì lúc đó anh Mập từ xa, anh Mập chạy tới, Mập la lên là "Get in the car." Ông nói rất là lớn, ông nói 2-3 lần như vậy. Thì bắt đầu cái tâm trạng của Lily bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Thì bắt đầu là Lily mới quay ngược lại một cái, thì là Lily muốn chạy lên xe, tại vì ổng la như vậy là Lily là chắc chắn là có chuyện. Ông nói là "Ghét là có, ghét đi là có." Lily ổng cứ nói như vậy. Là Lily bước vào xe nhanh lên. Là ông Mập ổng đang từ cái cửa của cái chợ market đó, ổng ra mà ổng chạy. Ổng chạy ổng la lên như vậy á. Thì khi mà cái thằng mà nó lái xe nó ngồi đằng trước, nó nhìn thấy ông Mập chạy lại gần tới mình và ông la là "Get in the car", là ông kêu mình chạy ngược lại xe rồi, là bắt đầu mình quay đầu lại xe, mình chuẩn bị mình quay về xe này, là ông Mập không muốn cho mình lại gần. Thì nó rồ máy xe, nó chạy, nó rồ sơ, nó chạy rất là nhanh, cũng như là nó dậm ga, nó chạy thật là nhanh, chạy vụt đi. Thì lúc đó là mình giống như mình ngơ ngẩn, cái người mình nó bị ngơ ngẩn, nó bị giống như là mình hoảng loạn quá. Mà thật sự mà nói thì Lily từ trước giờ không lẽ nói cho Lily không biết sợ cái gì là cái gì hết, nhưng mà hôm nay là cái lần đầu tiên mà mình cảm thấy mình sợ. Bởi vì mình thấy những cái điều này nó chỉ nằm trong cái phim ảnh thôi. Mà bữa nay á, nếu như mà chậm trễ một chút, ông Mập không ra kịp, thì chắc có lẽ là cái cửa sau nó mở thì chắc chắn là nó sẽ có người ở đó. Thì mình thấy cái cửa sau nó hé mở ra được nhiêu đây rồi thì ông Mập cũng mới la lên. Mập á,
ảnh la lên như vậy thì mình chắc chắn là có cái điều không lành rồi. Thì bắt đầu mình chuẩn bị mình quay đầu là mình chạy, tại vì cái khoảng cách của mình với cái chiếc xe đó nó chỉ khoảng chừng cả 1.5 đến 2 mét thôi, là mình tự dưng mình đã thấy cái cánh cửa sau của xe đó. Ở đằng trước thì hai người, một cái thằng lái xe với một cái bà phụ nữ lớn tuổi, tự nhiên mình thấy đằng sau á là có cái cửa mở ra. Cho nên là ông mập cũng la lên như vậy á, thì bắt đầu mình quay đầu lại thì ông mập đang đi tới, thì nó rồi nó chạy rất là nhanh. Nó chạy nhanh, nó cua một cái qua cái chỗ mà để những cái xe mà người ta đẩy đi vô siêu thị đó. Nó cua một cái, nó không chạy thẳng theo cái hướng này để ra đường lớn, mà nó lại cua đầu đó, nó quay ngược lại ra cái đường mà thay tiệm phở đó, cái quán phở quanh quân á, chạy ra cái đường đó. Bắt đầu tự nhiên lúc đó mình hoảng rồi, anh mập anh lại bắt đầu anh la lên, anh nói là anh dặn em bao nhiêu lần rồi là không được lại gần bất cứ một chiếc xe nào. Cái đầu ông mới hỏi mình thì mình mới nói kể lại cái chuyện mà nó hỏi vậy đó, thì mình tính là nếu mà lại trả lời có giúp được gì giúp, nhưng em cũng không có dám đến gần xe, chỉ cái khoảng cách lại gần một chút xíu để em nghe cho nó rõ thôi. Ông nói là hôm nay anh không lại kịp á thì chắc là nó đem em đi mất tiêu rồi, chứ còn nếu mà bình thường mà không có chuyện gì thì nó đứng lại để nó hỏi tiếp tục cái vấn đề nó đang muốn hỏi. Nhưng mà tại sao nó lại hỏi em là em có nói tiếng Việt hay không? Rồi nó hỏi bằng tiếng Anh là do you speak English? Rồi sau đó cái bà cạnh bên lại hỏi mình là do you speak Chinese? Thì nó biết là cái khu vực này là cái khu vực của cái người châu Á mình hay đi chợ. Bởi vậy cho nên Lily á muốn nói ở đây rằng với tất cả các chị em phụ nữ mình, đây là một cái bài học cho Lily, mà nói thật sự luôn là từ trước đến giờ về lấy anh mập 6-7 năm nay chưa bao giờ anh mập dám lớn tiếng với mình một tiếng nào hết. Nó chính xác là Lily lớn tiếng nhậm công, mà hôm nay á, cả cha lẫn con ngồi giáo huấn mình một, từ lúc mà bước vô đến nhà cho tới nay là hơn 30 phút á, là hai cha con ngồi nói mẹ thế này thế kia, mẹ không chịu nghe lời này kia, mẹ nghĩ là mẹ tốt như vậy mới giúp người ta, nhưng mà mẹ tự hại bản thân mẹ rồi, thằng con nó la mình như vậy. Anh mập á, anh cũng ngồi anh nói quá chừng luôn. Mà bây giờ thật sự là Lily nói cái điều này ra đây mà trong lòng Lily đang còn sợ, thật sự là còn rất là sợ luôn. Ông nói nếu như mà nó không có cái vấn đề gì, tại sao nó phải rồ ga, nó chạy nhanh đến mức độ như vậy? Và tại sao xe đằng sau á, xe bán tải mà nó phải dán bít bùn kính ở đằng sau, ở ngoài không thể nhìn ra được, mà mình cố mình nhìn theo cái bảng số xe, cái lúc mà ông nói như vậy nó rồi nó chạy á, thì bảng số xe ở đằng sau á, nó đã bịt lên một nửa bảng số xe rồi. Và kể cả thậm chí nó có để thì nó cũng sẽ để cái số giả. Chính vì như vậy cho nên á, là mình nói lên đây ngay lúc này để mình muốn tất cả các chị em phụ nữ, người Việt mình, đặc biệt người Việt và người châu Á nè, khi mà đi chợ đó, thì tại vì á, là cái chỗ đậu xe và cái buổi trưa nắng nữa, nó rất là vắng người. Cho nên là nếu mà không có nhiều người như vậy, bất cứ ai hỏi một cái gì không trả lời, chỉ bước lên xe mình đóng cửa xe lại thôi. Hoặc là khi người ta hỏi một cái gì á, kể cả có người xung quanh nó cũng không lại gần để trả lời, người ta muốn gì người ta xuống người ta hỏi. Thật lòng là đôi khi mình nghĩ là ồ thôi, cái lịch sự mà người ta hỏi mình như vậy thì mình lại mình giúp người ta cũng được. Nhưng mà mình không nghĩ là cái chuyện mình giúp nó sẽ gây nên một cái hậu quả rất là lớn và cái ảnh hưởng đến cho mình ngày hôm nay. Nói thật sự mà nói thì ông bà cũng nói hiện tại bây giờ cái nạn bắt cóc nó rất là nhiều ở Florida. Thì quý vị có thể thấy là cứ vài hôm thì lại mất tích. Mà mất tích trước giờ mình nghe mất tích người Mỹ là nhiều, và cái điện thoại mình nó hay có những cái cảnh báo á. Nó có cái cảnh báo về trẻ em bị bắt cóc á, kidnap á. Cho nên là, nhưng mà mình chỉ nghĩ á, chắc có thể là do con nít thôi, chứ còn không bao giờ có cái chuyện xảy ra với mình. Nhưng mà hôm nay thực tế là nó đối thẳng với mình, nếu như anh mập không lại kịp thì mình chắc chắn là mình sẽ bị bắt. Bởi vì cái lý do tại sao mà cái cửa xe đằng sau á, mình vừa lại gần khoảng chừng cách khoảng 1m rưỡi hay 2m, là cái cửa xe bắt đầu mở ra hở được như vậy, thì ông mập cũng chạy. Ông chạy về luôn. Khi mà nó thấy ông mập lại gần tới nơi, nó rồ ra nó chạy là coi như ông mập cũng la là get in the car. Thì mình nghe cái tiếng anh mập như vậy thì bắt đầu mình hiểu có cái chuyện xảy ra rồi. Mình quay lưng lại để mình nhảy vô trong xe. Mình nhảy vô trong xe, bắt đầu ông mập ông mới chạy lại. Khi mà nó vừa nhìn thấy bóng ông mập và vừa nghe ông la như vậy, nó rồ ra nó chạy rất là nhanh, giống như nó chạy bán sống bán chết vậy đó, để cho là không nhìn thấy được cái xe của nó. Cho nên nếu mà mấy chị em phụ nữ mình á, mà có đậu xe thì cố gắng tìm cái chỗ đậu nào mà nó gần cái chỗ sát chợ, không riêng gì cái chợ MB Market, mà ở những cái siêu thị hay những cái chỗ mà mình đi mua sắm, thì cố gắng là không nói chuyện với người lạ, hoặc là không có lại gần cái xe của họ. Bởi vì giống như cái trường hợp của Lily ngày hôm nay là một cái bài học mà Lily chắc có lẽ là sẽ nhớ suốt đời luôn.
là bây giờ mình muốn mọi người nghe anh Mập mình nói cái chuyện ngày hôm nay, bởi vì thật sự đây là một cái cảnh báo rất là lớn và rất là nguy hiểm. I just talk about today we go to MD Market and what happens here. Can you speak English to someone? Yeah, just to be careful when you're in a parking lot and not visible or people are around you, be aware of the people around you. As we saw today, people were driving erratically, going around, up and down the lanes, and then all of a sudden just stopped, actually going the wrong way, and started asking questions about restaurants and things when they were right there in front of them. They could have seen them. So with all the things happening in the world today, be very careful. Doesn't matter that it's in the middle of the day, you still can have a problem, all right? Be confident, but at the same time, be aware of what people are doing. Don't put yourself in the position to get close to them. Thank you, Oni. Nói thật sự thì ông Mập ông cũng nói rõ ràng là cố gắng đừng có đến gần những cái chiếc xe nó đang nổ máy, nó chạy sẵn, nó muốn hỏi gì thì nó xuống hỏi. Và hiện tại bây giờ, cái thời buổi bây giờ thì tất cả mọi thứ thì mình chỉ cần bấm lên cái phone là mình có thể tìm ra được rồi, đâu có cần phải hỏi đâu. Mà nó cố tình nó hỏi mình là có nói tiếng Việt hay không, rồi có nói tiếng Trung Quốc hay không, mà nó hỏi bằng tiếng Anh. Và nó hỏi một phần nhưng nó cố tình nó ngoắt mình lại để cho mình lại cái xe của nó. Thì ông Mập ông nói nếu mà khi mà em lại gần cái chiếc xe của nó không có ai rồi thì hả, cái cánh cửa xe sau nó mở ra một cái là nó quăng em lên đó là không ai nhìn thấy gì cả, bởi vì hoàn toàn ở khu vực đó cũng không hề có camera. Và nhất là những cái người đi chợ mà đậu xe phải từ xa, đậu từ xa như vậy và buổi trưa vắng người thì phải nên thật sự là cẩn thận. Tất cả các chị em phụ nữ phải chú ý lưu ý cái điều này, bởi vì trước giờ thì Lily cũng không có nghĩ ra là có cái chuyện này nó có thể xảy ra đâu. Nhưng mà lạ lùng một cái là khi mà nó vừa nhìn thấy bóng ông Mập lại cái, và ông Mập nói chuyện với mình một cái thì nó nhấn ga, nó chạy rất là nhanh, nó chạy giống như ma đuổi vậy đó. Và bắt đầu lúc đó mình với ông Mập á, là ông Minh đang nói chuyện với mình thì có mấy người trong chợ người ta cũng đi ra, và khi nghe được cái câu chuyện như vậy thì người ta nó mới nói là hơn một tuần trước á, thì tự dưng á, là cũng có người nhà của một cái cô nào đó chạy đến đây để tìm, là Trung Quốc, chạy đến chợ đó để tìm, thì chỉ nhìn thấy xe của cô này thôi mà đi lùng xong khắp trong chợ cũng không có tìm thấy cô này, thì có thể là cô này mất tích. Thì quý vị có thể thấy là không phải riêng gì là MD Market mà tất cả những cái khu chợ hoặc là những cái khu mua sắm, mà khi chúng ta mà đậu xe từ xa như vậy, bất cứ có một người nào mà lại mà muốn ngồi trên xe sẵn để mà cố tình mà hỏi một cái gì đó, thì Lily hy vọng là chúng ta phải cảnh giác cái điều này và đừng lại gần xe của họ để trả lời một cái gì hết. Họ muốn hỏi gì thì họ bước xuống xe, họ hỏi mình lịch sự đàng hoàng, chứ không có thể mà ngoắt mình để mình chạy lại xe như vậy. Bởi vì hả, đằng xe nó dán kín bít bít bùng, mình không thể nhìn thấy được cái chiếc xe đó đó. Mà chiếc xe đó là cảnh báo là cái màu xanh trời, mà nó lại là thuộc dạng là cái xe cũ, thuộc dạng là cái xe cũ, dạng xe bán tải vậy đó. Cho nên khi mà nó cố tình mà nó làm như vậy rồi nó quăng mình lên xe là coi như là mình bỏ tay. Thì mình không nhìn thấy được khi cái cánh cửa đằng trước nó mở ra để nó nói chuyện với mình á, thì nó chạy, khi mà nó nhấn ga nó chạy thì nó cua một cái đường, thì mình nhìn thẳng vô cái cánh cửa sổ đó mình mới nhìn ra đằng sau được là nó có hai người ngồi đằng sau nữa. Cho nên mọi người cố gắng cảnh giác cái điều này nha. Hôm nay thì Lily làm cái video này, Lily muốn nói với tất cả quý vị như vậy để mình tránh cái trường hợp đáng tiếc nhất xảy ra. Rồi với lại thêm một cái phần nữa là hả, kể cả không riêng gì phụ nữ đâu, mà có những cái đứa trẻ hơi trẻ trẻ nhỏ, những cái em trẻ trẻ nhỏ đang còn trẻ nhỏ mà đi ra, kể cả nam hoặc nữ gì cũng vậy, hiện tại bây giờ chúng ta phải tránh tuyệt đối cái vấn đề đó. Bởi vì bây giờ là cái nạn bắt cóc xảy ra rất là lớn, mà những cái người ngồi trên xe hầu như những người Mexico. Ông bà cũng nói là cái vẻ mặt và cái của nó là nhìn giống y như cái từ Mexico, mình không chắc chắn nó là cái nước nào hết. Lily chia sẻ với cả nhà như vậy nha, và chúc cả nhà luôn an toàn. Tạm biệt.